kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Mày lên sóng cho các bác em họa mi thuần khoảng 95% rồi các bác nhá. Bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn, đuôi lá vả rất là to các bác nhá. Em này đặc biệt là có một cặp bắt rất là đẹp các bác nhá, chim khoảng tầm 35 lồng rồi các bác. Lông xanh các bác nhá, lông xanh rất là đẹp. Chân cành đào màu vàng các bác nhá. Mắt rất là đẹp, có những em quay cho có xem cái mắt này. Càng hay càng hót càng rộng càng hay luôn nhé. Thank you.
con này phải nói quá đẹp luôn các em. Quay trời thời tiết nó rất là nắng các bác nhé. Em xin phép dừng clip ở đây. Clip em được khoảng 6 phút rồi. Bắt đầu bộ kết em này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé. Xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác những video sau nhé.